Lâm Khánh Chi gặp sự cố té hồ đám cưới Thanh Đoàn, Hà Trí Quang lần 3. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho Lâm Khánh Chi sau sự cố mà cô gặp phải tối ngày 25 tháng 11. Cuối năm 2021, Lâm Khánh Chi và chồng là Phi Hùng xác nhận chia tay sau 4 năm gắn bó. Hậu tan vỡ, cô làm mẹ đơn thân, tập trung kinh doanh để chăm sóc con trai. Tối ngày 25 tháng 11, Lâm Khánh Chi bất ngờ đăng tải đoạn video tiết lộ bản thân bị té hồ. Được biết, Lâm Khánh Chi đang có mặt tại nhà của Hà Trí Quang và Thanh Đoàn ở Đồng Tháp để chuẩn bị tham gia tiệc cưới. Trong hình ảnh được ghi lại, Lâm Khánh Chi đang ngồi trên xuồng cùng Hà Trí Quang và hai nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, nữ ca sĩ bỗng nhiên đứng lên nhún nhảy, chiếc xuồng sau đó bị chao đảo, khiến Lâm Khánh Chi té xuống hồ. May mắn là cô phản ứng kịp thời và biết bơi nên không xảy ra vấn đề quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều người cũng bày tỏ sự lo lắng, liên tục gửi lời hỏi thăm đến sức khỏe của Lâm Khánh Chi. Thời gian gần đây, Lâm Khánh Chi vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều mỹ nam nhưng đều phủ nhận, cho biết chỉ đang trong quá trình tìm hiểu. Sau 3 năm chia tay chồng cũ, Lâm Khánh Chi thừa nhận bản thân đã luôn cố gắng đối diện với khó khăn, chăm chỉ làm việc và lo cho con trai. Cô từng bày tỏ mong muốn tìm được người đồng hành để cùng cô san sẻ những chuyện buồn, vui trong cuộc sống. Trong buổi phỏng vấn với Lâm Khánh Chi trải lòng về chuyện tình cảm khi cho biết, để tôi nghĩ những người xung quanh luôn mong tôi hạnh phúc và phụ nữ nào cũng muốn có một danh phận rõ ràng. Ở hiện tại, tôi cũng muốn lên xe hoa lần nữa nhưng biết đâu đến lúc đó tôi lại không muốn nữa. Tôi cũng đã đám cưới một lần rồi nên việc có tổ chức nữa hay không cũng không còn quan trọng. Mọi thứ, tôi sẽ chiều theo chồng mình. Nếu chồng tôi thích tổ chức đình rang cũng được, còn không chúng ta sẽ báo hỷ trong khuôn khổ gia đình, ấm cúng thôi.